tàu chở hàng Washington bị chìm ở Nhật Bản có 14 thủy thủ, trong đó có 6 người mang quốc tịch Việt Nam, 7 người Trung Quốc và 1 người Philippines. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Tokyo, ngày 1 tháng 3, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã xác nhận vào lúc 22 giờ 35 phút ngày 29 tháng 2, tàu chở hàng Washington 1 treo cờ Belize đã bị chìm sau khi đâm va vào một tàu cá của Nhật Bản tại vị trí cách cảng cá Tomari, tỉnh Aomori, 12 km về phía đông. Ông Nguyễn An Tiến, bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu Washington 1 có 14 thủy thủ, trong đó có 6 người mang quốc tịch Việt Nam, 7 người Trung Quốc và 1 người Philippines. Nguồn: Vessels 4 Sail, Blogspot. Còn trong số này, chỉ có một thủy thủ Việt Nam, tên là Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1986 tại Hải Phòng, đã được một tàu khác đang hoạt động gần khu vực xảy ra tai nạn cứu thoát. Các thủy thủ khác trên tàu hàng này vẫn đang mất tích, ông Tiến nói. Đại sứ quán đã liên hệ với thủy thủ Hải để nắm thông tin về tình hình sức khỏe và nguyện vọng của thủy thủ này. Hiện nay, thủy thủ Hải đã bình phục, sức khỏe ổn định. Anh Hải đã bày tỏ nguyện vọng sớm được hồi hương. Bên cạnh đó, Đại sứ quán đã liên hệ và đề nghị các cơ quan chức năng của Nhật Bản đảm bảo quyền lợi cho công dân này. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản JCG đã cử các tàu tuần tra tới khu vực xảy ra tai nạn để tìm kiếm những thủy thủ còn mất tích. Ông Tiến khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục nắm tình hình và chủ động liên hệ với phía Nhật Bản để bảo hộ công dân. Theo bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, 5 thủy thủ khác của Việt Nam vẫn còn mất tích gồm Video Liên Quy UAN 1, Nguyễn Việt Khánh, sinh ngày 13 tháng 9 năm 1990 tại Hải Phòng 2, Nguyễn Văn Thảo, sinh ngày 5 tháng 6 năm 1990 tại Nghệ An 3. Hồ Quang Thọ, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1980 tại Bình Định 4. Nguyễn Văn Trưởng, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1992 tại Hải Phòng 5. Phan Hồng Quân, sinh ngày 4 tháng 10 năm 1991 tại Hải Phòng. Theo đoàn thanh tùng VETNAMLES Blog Ad, Oi.